Lại nữa, Khánh Hỷ, giả sử tất cả hữu tình trong 3.000 đại thiên thế giới, nhờ năng lực giáo hóa của người khác cùng một lúc đều được làm người, đồng thời chứng đắc quả A-la-hán, thì đối với tất cả nghiệp phước đức do sự bố thí trì giới và tu tập của các A-la-hán ấy, thì ý ông thế nào, nghiệp phước đức ấy nhiều không? Khánh Hỷ thưa, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch Thiện Thệ rất nhiều, phước đức nghiệp sự của vị ấy vô lượng vô biên. Phật dạy, này Khánh Hỷ, nếu có thành văn nào rằng nói pháp tương ưng với 6 pháp Ba La Mật Đa cho Bồ Tát, thì phước đức đạt được trong một ngày đêm nhiều hơn phước người kia. Khánh Hỷ nên biết, gạt một ngày đêm qua một bên chỉ còn một ngày, gạt một ngày qua một bên chỉ còn nửa ngày, gạt nửa ngày qua một bên chỉ còn một giờ, gạt một giờ qua một bên chỉ thời gian như khoảng bữa ăn, gạt khoảng chừng bữa ăn qua một bên chỉ còn chốc lát, gạt chốc lát qua một bên chỉ còn một thoáng, gạt một thoáng qua một bên chỉ còn lại một khẩy móng tay. Người thanh văn ấy có thể rằng nói pháp tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa cho Bồ Tát, phước đức đạt được nhiều hơn trước. Vì sao? Vì phước đức của vị thanh văn này đạt được vượt qua các căn lành của tất cả thanh văn độc giác. Lại nữa, này Khánh Hỷ, nếu Đại Bồ Tát giảng nói pháp thanh văn thừa cho hàng thanh văn, giả sử tất cả hữu tình trong 3.000 đại thiên thế giới, nhờ pháp này mà đều được chứng đắc quả A-la-hán, đều đầy đủ tất cả công đức thù thắng, ý ông thế nào? Đại Bồ Tát ấy nhờ nhân duyên này được phước đức nhiều không? Khánh Hỷ thưa, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch Thiện Thệ rất nhiều, Đại Bồ Tát ấy đạt được phước đức vô lượng vô biên. Phật dạy, này Khánh Hỷ, nếu Đại Bồ Tát giảng nói pháp tương ưng Bát Nhã Ba La Mật Đa cho thanh văn thừa, độc giác thừa và thiện nam vô thượng thừa, thì trong một ngày đêm đạt được phước đức nhiều hơn trước. Khánh Hỷ nên biết, gạt một ngày đêm qua một bên chỉ trải qua một ngày, gạt một ngày qua một bên chỉ còn nửa ngày, gạt nửa ngày qua một bên chỉ còn một giờ, gạt một giờ qua một bên chỉ còn lại khoảng chừng bữa ăn, gạt khoảng chừng bữa ăn qua một bên chỉ còn lại chốc lát, gạt chốc lát qua một bên chỉ còn một thoáng, gạt một thoáng qua một bên chỉ còn lại một khẩy móng tay. Đại Bồ Tát ấy có thể giảng nói pháp tương ưng Bát Nhã Ba La Mật Đa cho thiện nam ba thừa, đạt được phước đức nhiều hơn trước, vô lượng vô số. Vì sao? Vì pháp thí tương ưng Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu vượt hơn tất cả pháp thí tương ưng với thành văn độc giác và các căn lành của ba thừa. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát ấy tự cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, cũng lấy pháp tương ưng đại thừa thị hiện chỉ dạy khuyến khích khen ngợi các chúng sanh khác đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề được đắc bất thối chuyển. Khánh Hỷ nên biết, Đại Bồ Tát ấy tự tu 6 pháp Ba La Mật Đa, cũng dạy người khác tu 6 pháp Ba La Mật Đa, nói rộng cho đến tự tu trí nhất thiết trí, cũng dạy người khác tu trí nhất thiết trí, do đó mà căn lành được tăng trưởng. Đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nếu có sự thối chuyển thì không có điều đó. Bấy giờ có bốn chúng vây quanh, Thế Tôn ca ngợi Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu và giao cho Ananda thọ trì rồi. Lại ở trước hội chúng, tất cả trời rồng Atula Càn Thát Bà, Ngài hiện sức thần thông khiến chúng đều thấy bất động Như Lai ứng chánh đẳng giác. Có đại chúng thành phần Bồ Tát vây quanh, đang giảng nói diệu pháp cho hội hải dụ và thấy tướng trang nghiêm thành tịnh của cõi ấy. Thanh văn tăng ở đó đều là A-la-hán, các lậu đã sạch, không còn phiền não, được chân tự tại, tâm hoàn toàn giải thoát, tuệ hoàn toàn giải thoát, giống như ngựa khôn được điều phục và như rồng lớn. Việc cần làm đã làm xong, việc thành tựu đã thành tựu rồi, quăng bỏ các gánh nặng, chứng đắc tự lợi, không còn các kiết sử, chánh tri giải thoát, trí tâm tự tại, cứu cánh đệ nhất, tất cả Bồ Tát tăng ở đó đều nổi tiếng, đã đắc Đà La Ni và biện tải vô ngại, thành tựu vô lượng công đức thù thắng. Phật thâu thần lực lại làm cho trời rồng Atula Càn Thát Bà trong chúng hội này không thấy bất động Như Lai ứng chánh đẳng giác Bồ Tát thanh văn cùng đại chúng khác và tướng trang nghiêm thanh tịnh của cõi Phật ấy. Chúng hội Phật ấy và cõi trang nghiêm thanh tịnh chẳng phải đối tượng của mắt ở cõi này. Vì sao? Vì Phật thâu thần thông
nên đối với cảnh xa không có điều kiện để thấy. Khi ấy Phật dạy Ananda, ông còn thấy chúng hội và quốc độ của Bất Động Như Lai ứng chánh đẳng giác nữa không? Ananda thưa, Bạch Thế Tôn, con chẳng thấy việc ấy nữa, vì đó chẳng phải là sự hoạt động của mắt ở cõi này. Phật dạy cụ thọ Ananda, như chúng hội quốc độ của Như Lai kia chẳng phải là cảnh giới hoạt động của mắt ở cõi này, nên biết các pháp cũng như vậy, chẳng phải cảnh giới hoạt động của mắt. Khánh Hỷ nên biết, pháp thì không hành pháp, pháp thì không thấy pháp thì không biết pháp thì không chứng pháp. Khánh Hỷ nên biết, tánh của tất cả các pháp, không ai có thể hành, không ai có thể thấy, không ai có thể biết, không ai có thể chứng, không ai có thể tạo tác. Vì sao? Vì tất cả pháp đều không có tác dụng. Vì người giữ và được giữ là tánh viễn ly, vì tất cả pháp không thể suy nghĩ, người suy nghĩ, pháp được suy nghĩ là tánh viễn ly. Tất cả pháp như huyễn hóa, nhờ các sự hòa hợp lại nên giống như thật có. Vì tất cả pháp không có người tạo tác, người thọ nhận, vì vọng hiện ra giống như có thật, nhưng thật ra không bền chắc. Khánh Hỷ nên biết, Đại Bồ Tát nào có thể hành như vậy, thấy như vậy, biết như vậy, chứng như vậy? Đó là người hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, cũng không chấp trước tướng của các pháp này. Khánh Hỷ nên biết, khi Đại Bồ Tát hành như vậy, đó là học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Khánh Hỷ nên biết, nếu Đại Bồ Tát muốn đạt được tất cả Ba La Mật Đa, mau chóng viên mãn tất cả pháp đến cứu cánh vào bên kia, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Vì pháp học này, đối với các sự học là tối thắng, là tôn quý, là vi diệu, là vô thượng, làm lợi ích an lạc cho tất cả hữu tình, làm chỗ nương tựa cứu giúp cho ai không có chỗ nương tựa cứu giúp. Chư Phật Thế Tôn chấp nhận khen ngợi người tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Khánh Nghỉ nên biết, chư Phật Bồ Tát học như vậy đã trụ trong học này, có thể dùng ngón tay phải hoặc ngón chân phải nâng đấy 3.000 đại thiên thế giới quang bỏ phương khác, hoặc đem về chỗ cũ mà hữu tình trong đó không hay biết, không tổn hại, không sợ sệt. Vì sao? Vì oai lực công đức của Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu không thể nghĩ bàn. Chư Phật và các Bồ Tát ở quá khứ, hiện tại, vị lai đều học Bát Nhã Ba La Mật Đa này. Đối với quá khứ, hiện tại, vị lai và pháp vô vi, tất cả đều đạt được trí kiến vô ngại. Cho nên này Khánh Hỷ, ta nói ai có thể học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này, đối với trong các sự học đó rất là tối thắng, rất là tôn quý, là rất vi diệu, rất là vô thượng. Khánh Hỷ nên biết, người nào muốn giữ lấy số lượng giới hạn Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, thì giống như người ngu si muốn giữ lấy số lượng giới hạn hư không. Vì sao? Vì công đức của Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu là vô lượng, không giới hạn. Khánh Hỷ nên biết, ta không bao giờ nói công đức thủ thắng của Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như danh từ vân vân có số lượng có giới hạn. Vì sao? Vì danh từ cầu chữ là pháp có số lượng, còn công đức thủ thắng của Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu là pháp chẳng có hạn lượng, chẳng phải danh từ vân vân, mà có thể lường được công đức lợi ích của Bát Nhã Ba La Mật Đa, cũng chẳng phải công đức lợi ích thủ thắng của Bát Nhã Ba La Mật Đa mà dùng danh từ để tính lường được. Khi ấy Khánh Hỷ bạch Phật, bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu là vô lượng? Phật dạy, này Khánh Hỷ, tánh của Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu là vô tận, vì tánh viễn ly, tánh tịch tĩnh, như thật tế, như hư không, nên nói là vô lượng. Khánh Hỷ nên biết, chư Phật ba đời đều học Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoàn toàn viên mãn chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, giảng nói khai thị cho các hữu tình. Nhưng Bát Nhã Ba La Mật Đa này luôn luôn không diệt tận. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu giống như hư không, không cùng tận. Người nào muốn cùng tận Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu là muốn tận ngằm mé của hư không. Khánh Hỷ nên biết, bố thí vân vân sáu pháp Ba La Mật Đa, nói rộng cho đến trí nhất thiết trí đều không thể tận, chẳng phải đều đã tận, đang tận và sẽ tận. Vì sao? Vì những pháp không sanh, không diệt, cũng không có trụ và thay đổi, thì làm sao có thể đưa ra là có tận.
Bấy giờ từ miệng Như Lai hiện ra tướng lưỡi rộng dài che khắp cả mặt. Hiện tướng lưỡi rồi thâu trở lại vào miệng và nói với Khánh Hỷ: "Ý ông thế nào ở thế gian? Người có tướng lưỡi như vậy có nói lời hư dối không?" Khánh Hỷ thưa: "Bạch Thế Tôn, không." Phật dạy: "Này Khánh Hỷ, từ nay trở đi ông nên nói rõ Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, như vậy cho bốn chúng hãy phân biệt khai thị, giảng giải trình bày thế nào để họ dễ hiểu." Khánh Hỷ nên biết trong mật tạng Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này có nói rộng tất cả pháp phần Bồ Đề và tướng của các pháp, cho nên tất cả thiện nam vân vân cầu thanh văn thừa, cầu độc giác thừa, cầu vô thượng thừa đều phải y vào pháp môn của Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu đã nói: siêng năng tu học, đừng nhàm chán mỏi mệt. Nếu ai thường tinh tấn tu học như vậy thì sẽ mau chứng đắc ý nghĩa mà mình cầu. Lại nữa, này Khánh Hỷ, Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu có thể ngộ nhập vào tất cả pháp môn, có thể ngộ nhập vào tất cả văn tự, có thể ngộ nhập vào pháp môn Đà La Ni. Các đại Bồ Tát đối với pháp môn Đà La Ni phải siêng năng tinh tấn tu học. Nếu đại Bồ Tát thọ trì pháp môn Đà La Ni như vậy thì mau chứng đắc tất cả biện tài, các hiểu biết vô ngại. Khánh Hỷ nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu chính là kho pháp bảo vô tận của chư Phật Thế Tôn đời quá khứ vị lai hiện tại. Nó giữ gìn tất cả Phật pháp vi diệu, cho nên nay ta phân biệt nói rõ ràng cho ông. Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này, nếu có người nào thọ trì đọc tụng thông suốt hoàn toàn, tư duy đúng lý, thì đó là thọ trì quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của ba đời chư Phật đã đắc. Khánh Hỷ nên biết, ta nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy